Tâu lên cùng với quan tri phủ thì mọi chuyện này sẽ định liệu như thế nào? Rồi Tâu lên cùng với bao công dân chuẩn rồi làm sao đây? Chết rồi. À, ta nhớ rồi. Vào Bác Kim Quy giải cứu giùm cho ta để cho qua được mọi việc. Bác Kim Quy ơi! Bác Kim Quy ơi! Khảo nghiệm động chân ngôn! Mau lên trên trận thế! Công chúa! Bác Kim Quy! Tiêu lão chi vậy? Trời ơi, người ta kia muốn chết luôn à. Có chuyện gì? Bác Kim Quy à, cháu muốn nhờ bác, nhờ giúp một chuyện. Nhờ cái gì? Cháu đi lên Cần Thế, nè, Long Dương không hay được. Nếu Long Dương hay thì Tiêu đợi cháu luôn. Nè, cháu phải mau về chốn thủy tệ. Thôi về đi, cháu đừng ở trên Trần Giang lộn xộn lắm, cháu ở đây làm gì? Không, con bây giờ không thể quay về. Vì chuyện ở chốn Trần Giang con chưa giúp được người ta đạt thành. Ai? Ở trên Trần Thế mà ai ăn hiếp cháu? Cháu mau bày tỏ âm tao cho bắt được Thường Trấn. Nếu ai ăn hiếp cháu thì bác sẽ ra tay liền. Bác Kim Quy à, chẳng qua là cháu muốn đáp tặng người ân. Người ta là một thư sinh nho nhã, chàng ấy tên là Đinh Phong. Rồi người ta bị phụ rải thăm ân, cho nên con mới giả ra là tố qua nương tiểu thơ để giúp cho chàng ăn học rồi lên kinh nướng thí. Mà bây giờ chuyện đó bại lộ rồi, con làm sao bây giờ? Không được. Bá hộ đã lên tận chốn Kim Triều để đầu cáo với bao công dân chuẩn. Bao công dân chuẩn? Trời đất ơi. Mà nếu bao công dân chuẩn biết được thì cháu đây là nơi thủy cung, làm sao bây giờ bác Kim Quy cứu cháu? Mẹ cháu ơi, không được đâu. Cháu làm chuyện này là động tới thiên đình đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Cháu biết sao không? Nghe bác cũng nghe thường thường người ta phong danh đồn đãi, người ta nói là bao dân chuẩn là dân phúc tinh của đó, ta nhào tóc đó. Thì bởi vậy cho nên cháu mới nhờ bác Kim Quy giúp giùm cho để đưa cháu đây thoát qua gặp nạn tai. Ơn chi cháu nguyện đi lòng, xin ba thương giúp cứu một lần này thôi. Quyền trọn đời cắt nút ghi tâm. Trời ơi, cháu yêu người Trần Giang thiệt là khổ thay. Bây giờ cháu biết bắt liệu làm sao? Bây giờ biết cách gì đây? Chú hãy giúp cháu đi, mau giúp cháu giùm tôi lại ơn mà. À vậy cháu, bác sẽ yến một lần, cháu đừng lo. Bây giờ để bác, bây giờ gì? Bây giờ sao hả? Tế can tự kế, hàng giả hàng tàn. Bây giờ về đi. Bá hộ đi đầu cáo đến bao thị chế. Dạ phải. Bao thị chế, bây giờ bác sẽ giả ra bao thị chế. Bao thị chế mặt đen. Hồi nào giờ bác đâu có thấy ông ra sao đâu? Bác ơi, thì bây giờ bác xem đi. Xem nè. Bác có thần thông biến hóa mà. Rồi, khẩu niệm động chân ngôn. Coi bao dân chuẩn ra sao cho biết. Hồ giác. À, thấy rồi. Thấy rồi. Thế nào hả? Trên dần trang có một mặt trăng. Rồi sao nữa? Hả? Rồi sao nữa? Đầu ổng có đội thẻ ngang. À, mặt ổng đen xì rồi cháu ơi, xấu quá trời xấu. Nhưng mà lòng dạ người ta tốt mà. Bây giờ bác giúp giùm cho cháu liền đi. Thôi bây giờ bác biến ra bao thị chế. Rồi dạ. Đến điều đó, không được. Nếu mà biến ra bao thị chế thì phải có hai vệ sĩ của ổng là Trương Long Triệu Hổ. Trương Long Triệu Hổ? Người đâu làm? Nhưng mà biết ở đâu mà ra? Thôi đúng rồi. Để bây giờ bác kêu nghe không? Dạ. Kêu binh cơ tôm tướng cá. Bây giờ để bác thọc đầu dưới nước bác kêu. Bông xanh, bông trắng, rồi lại đợi bông đỏ, bông tùm lum, bông bà bóng, mau lên đi. Kêu cá bóng mà. Con cá bóng đâu? Cá bóng mà. Ủa sao mày lên đây? Ủa cá bóng đâu?
chưa nghe. Chờ chút hả? Bác Kim Quy, thế nào rồi bác Kim Quy? Bây giờ bác đang cầu diễn người. Bây giờ cho ông diễn người khác lên đi. Cho bình tôm tướng cá. Cậu đẹp động chân không? Đâu cá bóng ra đây tao biểu cơ hồn. Hai sư đệ sao hả? Con này con gì vậy? Mày cá bóng gì vậy? Dạ em là cá La Hán. Trời ơi La Hán. Mà sao nó là biển vậy? Em được phóng sanh xuống dưới nước mặn. Cá La Hán mà được phóng sanh. Cá La Hán phóng sanh hả? Nghe nói trên dương trần cá La Hán mắc lắm sao phóng sanh vậy? Em nói cho hai anh nghe, cái chuyện này dài lắm. Lúc sao mà chủ em nuôi em á lúc còn nhỏ bán được 500 lượng á. 500 lượng rồi sao không bán mày? Chưa à. Cá lúc trước mà 500 lượng. Nuôi chừng nào em lớn lên mà cái đầu em nổi chữ luôn á. Nổi chữ luôn, cái đầu nổi chữ. Mắc không nữa. Rồi sao không bán, sao không mắc? Dạ không, chữ chưa rõ nên chưa bán được. Sao vậy? Chữ cho nào rõ lên á mới bán được. Chữ rõ lên mới bán, nó nổi chữ bán gì? Bán khoảng 1.000 lượng luôn á. 1.000 lượng? Biết nổi chữ gì không? Rồi sao vậy? Chữ mạc. Ủa sao vậy? Đi chủ nhà thấy nổi chữ mạc lên, chủ nhà cùng phóng xanh lên luôn. Còn này sao nó nổi tới 4 chữ vậy? Bốn chữ là một ca khác. Ca khác sao? Bốn chữ gì không? Chữ gì? Tản gia bại sản. Trời đất ơi. Nè, bây giờ gì đi? Bây giờ công chúa đang gặp nạn. Alo. Công chúa đang gặp nạn, bây giờ hai sư đệ phải tiếp sư huynh, phải cứu công chúa. Cứu công chúa? Bây giờ sư huynh giả là bao công bao thị trí. Còn hai đệ đó quá ra thành là Trương Long và Triệu Hổ. Đi theo sư huynh. Mà em đâu đó giờ em đâu có biết cô mặt ở Chương Long Chương Hổ sao. Nào hồ giác, hồ giác, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Thấy rồi. Thôi bây giờ để sư huynh quá bầu công trước. Rồi hai sư đệ quá sao nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Khẩu niệm động chân ngôn. Quá ra bao dân chuẩn hồ giác. Lên. Giống không? Giống quá. Bác Kim Quy. Bác giống rồi. Nhưng mà hai cái tay bác cứ vậy hoài vậy, giống con Quy nó không được đâu. Trời ơi thì nó vậy chứ sao không giờ? Không được, phải giống như là người. Là người rồi. Phải cho thật giống bao công nhân trường. Bao công này rất là quái dễ. Đúng rồi. Còn tôi thì cái tập vậy nó quen đi rồi. Đi cái tay cứ vậy hoài không được. Bây giờ sửa lại. Đó. Lên thẳng lên. Được chưa? Công chúa ơi yên lòng mà chớ có lo chi. Ông ta thị chế đến đây thì con tôi cũng đã trở những việc ông làm. Công chúa cái nền y là bác Kim Quy, mọi chuyện cháu nhờ chú. Hãy lo chú toàn mọi việc giùm con. Bây giờ kêu từ quầy về Gia Trang, mọi chuyện ở đây á chú hãy giúp. Rồi công chúa cái gì vào trong cái hậu cận ha. Mà anh giống chưa mà anh đồ giả. Trời ơi vậy thôi còn muốn gì nữa. Bây giờ tao đương tập đi nè, chứ để nó quen với tao. Bơi. Đúng rồi, đi xong có được. Bậy. Bao công đi kỳ vậy? Trời ơi, xích ra coi. Bao công ta nghiêm chỉnh lắm, ta đi quay về. Quay này, này. Sao thấy nó rối dữ vậy trời? Thấy không? Anh Quy, thấy ông đi. Bậy, ông công đi kỳ vậy? Đi anh lạng dữ vậy, ông bao công ông đâu có lạng như anh đâu. Ông đi đàng hoàng lắm mà. Đàng hoàng hả? Thẳng cái lưng lên. Giấu cái mai vô, giấu cái mai vô. Thành bao công. Bao công vuốt râu lắm. Vuốt râu luôn hả? Vuốt râu. Ông làm sao mà làm gì? Y chang vậy đó. Miễn phá cái kế hoạch của ông là được rồi. Đúng rồi. Hai em kiếp vào trong. Để tôi lên quyển đường mà phân xử. Thấy không? Ông ơi, quá được. Ông phải quá, phải hoàng em mới biến dạng. Quá em làm. Có cái gì đổi giống anh đi. Trương Long. Dạ. Thằng này là Triệu Hổ. Có cái gì đổi được. Nam Mô Vô Lượng Phật. Thưa phục giọng tông sư. Quá Trương Long Triệu Hổ. Hồ Biên. Đó. Thấy chưa?
Có cái đội liền. Cái này đội sao? Đội lên. Trời ơi, thấy đường đâu đi cha. Trời ơi, đội ngược rồi cha ơi. Phải không? Đội lại. Đội sao? Đó là của Trương Long Triệu Hổ. Hai em kiếp đổi vào. Vậy? Rồi, tốt quá. Thằng này đội cũng kỳ cục ghê. Rồi, hãy kiếp vào trong. Theo bao công xử án nha. Lên đường. Đi. Đi vô đó. À, đi vô luôn hả? Ờ. Bắt đầu. Năm châu tấm bang à, học sĩ Ngô Văn Chướng tự bao công à. Hiệu danh sinh Triệu Hoa Hổ à. Lòng hổ. Dạ. Cửa cấp đồng mở rộng, mời tất cả chư dân, ai cũng vững khúc điều chi, hãy vào đây thưa gửi cho chưa. Dạ. Hiểu đâu. Dạ. Hiểu đâu. Alo. Dạ. Bẩm đại nhân, tôi là dân ngoại xin chào ra mắt. Cho vào. Dạ đằng qua xin giấy đầu ra mắt đại nhân. Ngày người kia dạ. Chẳng hay có gì ức quen đến đây, hãy mau tấu rồi. Mùi tâu cùng bao đại nhân. Dạ lời hạ thần phân, nào dám đường sai, là gì ở chung kinh. Hà thần có sinh ra một hài nhi xinh đẹp, nay bỗng nhiên một lại thành hai, chắc có lẽ có yêu quái xuất hiện nơi kinh chung. Xin gia đại nhân nhủ lòng à thương, sự xét cho được nghiêng. Khai phong phủ bấy lâu nghe danh rạng bao công, ta sự an bao lần. Tiếng giang trời tất cả năm châu, cả tóc vang tâm ma vương còn khiếp hụt. Huống chi tội nhỏ ở nơi đây, đầu đuôi sự thật đã phân trần. Dạ thưa đại nhân, quan nữ là con ruột, khi hứa hôn với họ đính rồi chẳng được bao lâu, lại sức hiện thêm tố qua nương. Đầu đuôi nhân... ta cây ra đầy tố qua nương là con ngang người dạ. Cớ sao vào nơi phú khai không tố chuyện, là gì ở chung kinh chung xuất hiện thêm lại tố qua nương. Ta thật ghi là có chuyện gì xảy ra, hay là yêu quay lòng hành miếng kia
Ta đã nghe rõ rồi. Dạ. Ngươi vào đây đầu cáo và tôi chứ trại ăn gặp. Nhà ngươi có đứa con gái tên là Tố Hoa Nương. Dạ đúng vậy đại nhân. Lại thấy một người giống như Tố Hoa Nương, tức dạ, là hai người y tạc. Ngươi không nhận ai là con của ngươi được hay sao mà đến đây đầu cáo? Dạ bẩm đại nhân, dạ đằng Dương đi là kẻ mượn người phàm mất tích, làm sao nhận được đứa nào là con ruột của mình, nên tới nơi Khai Phong phủ nhờ đại nhân xét xử. Dạ. Nhắc lại cái chuyện người giống nhau, ta nhớ lại thuở trước ta đâu có xử ngũ thử một lần, hai vua, hai tể tướng, hai trưởng thơ, hai bao trưởng. Chuyện hy hữu trên đời khẳng có, mà bây giờ sự thật đã xảy ra. Thôi được, Bá Hộ. Dạ. Ta cho phép ngươi về và hãy đòi Tố Hoa Nương và Đinh Phong sang đến tận nơi đây đối chứng, nghe chưa? Dạ đòi mọi sự này vô đại nhân cứu vãn. Đội ơn đại nhân và đằng quan xin kêu biệt. Dạ. Thượng Long Triệu Hổ. Dạ. Hãy theo cùng Bá Hộ đòi Tố Hoa Nương và Đinh Phong vào nhập phủ. Xin tuân mạng. Đã gì cả? Đã tới nơi Khai Phong phủ cầu cứu được bao đại nhân. Khi cái việc trở về, xa xa thấy giang hình như đại nhân xuất hiện. Hả? Trời, tại sao vậy? Tại sao đây đại nhân ngoài cũng đại nhân? Âu là mình ra mình mời thứ thêm sao cho biết vậy mà. Dạ mời đại nhân. Dạ mời đại nhân. Bá Hồ. Dạ, đây Bá Hồ mà đại nhân kêu Bá Hồ. Tên gì? Bá Hồ. Bá Hồ hả? Mà sao đại nhân kêu Bá Hồ? Quên. Tới dinh chưa? Dạ, tới rồi. Chuyện yên tâm để ta xử. Xử rồi. Alo. Xử chưa? Mới nói chuyện xong mà đại nhân xử gì nữa? Mới tới đây xử đâu? Tại sao mình đi lẹ? Dạ, mà đại nhân vào dinh phủ. Vào trước đi. Dạ. Dạ mời đại nhân. Được. Để bao đại nhân vào. Ai? Đại nhân nào? Dạ. Trời ơi. Biểu ơi. Tại sao đây Khai Phong phủ lại có hai bao? Bao gì? Hai bao gì? Trên bao dương bao. Ta là bao đại nhân. Còn trên kia là bao gì? Bao bố. Xin đại nhân thượng tọa. Ta ngồi chỗ nào? Chỗ nào tùy đại nhân thích. Chỗ nào cao là ta ngồi. Có người ngồi rồi đại nhân. Ai ngồi? Hãy nhìn kia. Đâu nào? Ơi. Trời ơi, ông bao kia ông bị bể. Bể bao. Ta ở Khai Phong, ta là bao công,
Ta là bao dân chuẩn. Ta là bao dân chuẩn. Ta chính bao công đây. Còn ngươi là tên chi? Gì? Mi tên gì? Chức vụ gì ở tại chốn Đông Ba? Còn mi trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, ông này bị bể bao. Mi là ai dám giả dạng đến bao công? Giữa đây đây ta xét xử công đồ. Quả thật mi là yêu quái. Trời mưa nè mấy ông ơi, tôi sợ lắm rồi, hai đứa con tôi rồi. Thế nhưng hát diễn danh từ quê hạ, hát diễn danh từ thượng hạ, ở quê hạ. Vô từ tiên dạy các lần, vô từ tiên dạy mất mắt nhìn ngàn. Bước hàng lâm học sĩ ta xuất thân, bước hàng lâm học sĩ ta xuất thân. Lâm đồ cát tự bao dân chuẩn. Lâm đồ cát tự bao dân. Vui vui. Chuyện này cũng không lạ gì với ta đâu. Được, nếu ngươi cho rằng ngươi là bao công dân trưởng thì nghe ta hỏi đây, ngươi đã xử được bao nhiêu vụ án ở tại Đông Bang, hãy nói cho ta được biết. Mày xử được bao nhiêu vụ án rồi, mày nói đi ta nghe trước đi. Ngươi đã bảo rằng ngươi là bao công dân chuẩn thì ngươi biết sửa xử án thì ngươi phải biết chứ. Ngươi nói đi. Mì nói bao dân chuẩn thì phải rành ba cái vụ án. Mì biết mì nói trước đi. Nếu muốn biết muốn nghe, nghe tao nói đây. Nói đi. Thập nhị liên tiền án. Thập nhị liên tiền án. Là mày biết gì không? Sao mày biết được chuyện đó? Thập nhị liên tiền án là xảy ra 12 chuyện trong cái chuyện xử của ta. Nhưng ta hỏi ngươi, thường thường ngươi xử án vào ban ngày hay ban đêm? Ta mới ban ngày hay ban đêm? Vui vui, mới xử ban ngày hay ban đêm? Ngươi lại hỏi đố ta. Ta cũng sẵn sàng nói cho ngươi học. Cũng nói luôn. Mày biết ta xử Bích Què vào ban ngày hay ban đêm hay không? Không biết. Cái chuyện Bích Què là quả thiêu Bích Dân Cung. 18 năm để cháu chúa Lý Miêu. Ta xử Bích Què ta giả Âm Dương Điện Phủ. Ta xử vào ban ban ngày ban đêm? Ban ngày ban đêm? Ban đêm. Còn Bi, Bi xử vào giờ đâu? Thì cũng y vậy đó. Cũng y vậy á. Ta chưa bao giờ nhức đầu bằng hôm nay. Giờ mi nghe mà nói không, ta xử Phò Mã Trần Thế Mỹ. Mi xử ai? Gì cái gì Mỹ? Trời nói chậm chứ mi nói mau quá vậy. Cái gì Mỹ? Trần Thế Mỹ. Thì ta cũng xử đó. Mi xử sao? Mỹ á. Tại sao mi xử? Mi xử sao mi xử đi. Thì muốn xử sao mi xử. Hỏi tại gì hổ mày. Trần Thế Mỹ có cái tội là không nhận vợ, không nhận con. Qua mắt bệ hạ. Đúng. Qua mắt quận nương. Vì thế cho nên tại phủ Khai Phong ta đã xử. Mày biết xử gì không? Xử gì? Cười. Hổ đầu trát. Hổ đầu trát. Mày biết hổ đầu trát là gì không? Mày biết không? Lại hỏi đố được rồi. Hổ đầu trát tức là cái chặt đầu người bằng con hổ. Ai không biết chặt đầu người bằng con cọp. Còn nếu dân xử thế nào? Mày xử sao? Dân thì cẩu đầu đao. Mày biết cẩu đầu đao không? Mày biết không?
Không biết cậu đầu nói. Đau là con chó. Ờ, con chó. Còn khi nào gia tộc, hoàng tộc, dương gia, ờ, ta xử bằng lông đồ cảm thì ta cũng xử như vậy. Tức thật là tức. Tức thật là tức à. Bao công. Trời ơi, tôi có gì đọc hết trơn. Bao công. Bao công. Ủa? Tại sao ta lại chỉ ta? Ờ. Bao dân chuẩn. Gì chuẩn? Ba chuẩn. Thật tức cầm gan. Cái này ai đã bày ra? Một kẻ gã ra bao công bây giờ. Sự việc xảy ra là sao ta xử thế bao công? Mày biết đi hãy nói ra đi. Trời ơi. Tại sao tôi ngậm miệng mà làm thân? Trời ơi, làm sao xử bây giờ đây trời ơi? Trời ơi, làm sao xử đi trời ơi? Thì cứ trời ông hoài, xử thế nào? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, xử thế sao nào xử trời ơi? Trời ơi, sao đây? Bao công. Bao công. Mày biết mày nạp ta đối không? Ta hợp với mày lắm không? Mày biết ta nói mình ta hoài vậy? Trương Long Dụ Hổ. Ai kêu mày? Dạ bao đại nhân mới bảo thuộc hạ. Ta nè. Dạ. Tao nè. Bấm tôi con. Con. Dạ, dạ, à, con. Trời ơi, ta là bao đại nhân mà không nhìn nhòi được được em. Rồi dạ, tại sao lại có hai bao đại nhân? Rối loạn. Hai dạ. Bao công, hai Trương Long, hai Triệu Hổ. Ta sẽ biết xử sao đây? Xử sao? Xử sao? Ai biết xử sao? Này tên kia, vừa rồi ta nhận một vụ án xử về gia đình của Tố Bá Hộ. Ngươi nghĩ thế nào, nên mời vào đây xử hay không? Ngồi đi, ngồi theo. Xử luôn, mới ngồi đi, ngồi luôn. Xử luôn. Mọi người. Ê. Dạ vậy dạ ba, dạ dạ ông nào là bao, dạ bao. Tao. Tao là ta. Bây giờ mi phán lệnh hay ta phán lệnh? Mi phán hay ta phán? Mi phán trước đi. Trương Long Triệu Hổ. Dạ. Dạ. Trời ơi. Long Hổ. Dạ. Dạ. Hai Long hai Hổ. Dạ. Dạ. Đòi gia đình họ Tố, Tố Hoa Nương và Đinh Phong vào đây. Dạ. Đi thôi, cho em dẫn vào dạ. Đây. Dạ, con là Tố Hoa Nương, xin ra mắt bao đại nhân. Dạ, con là Tố Hoa Nương, xin ra mắt bao đại nhân. Tố Hoa Nương. Dạ. Tố Hoa Nương. Nghe tôi hỏi, các người đã từng biết khai phong phủ tri ra nhiều vụ án. Ai là Tố Hoa Nương thật? Ai giả hãy nói mau. Ai dạ. Thật ai giả nói mau. Dạ chính con là Tố Hoa Nương thật. Dạ con chính thật là Tố Hoa Nương. Nàng là yêu quái. Nàng mới là yêu quái. Yêu quái. Nàng là yêu quái. Yêu quái. Nàng này thật nha. Nàng này giả nè. Yêu quái thật mà. Yêu quái động hành. Trời ơi. Ngồi đi. Ngồi đi. Đinh Phong đâu? Dạ. Đinh Phong. Dạ có hạ thần. Ta nghe bắp báo rằng ngươi là rể tương lai mà trước kia ngươi đã được đậu. Dạ. Dạ bẩm đau đại nhân, tính là sự thật. Nghe ta hỏi đi. Dạ. Giữa vừa rồi cái chuyện quen biết của ngươi và Tố Hoa Nương, chắc cũng lẽ ngươi cũng biết về tâm tình của Tố Hoa Nương ra sao chứ hả? Có biết không vậy Điền Phong? Dạ. Bẩm đao đại nhân, lời phân à, tôi à, thường à, đi à, đuôi à, đầu à, sau khi vào hết ta cùng mà nhau à, tờ bạc từ à, bao đời
nhưng giờ đây lý ra thế nào à, thần à không tưởng khi ánh mắt kia và đôi môi này làm mà cho kẻ tôi đây à, à không nhận ngờ ra nàng à. Nghe lời phân rõ đuôi à, đầu tường kinh người đây vừa phân, nhưng giữa hai nàng đã tường kinh thì phải biết nguyên do là gì, còn đâu bằng chứng hãy nói ra nơi này. Nơi được nghe bao lời tôi xin nói tỏ tường, nàng đây là thương thương thật lòng, còn nàng kia có những lời xua đuổi tôi làm tôi đây vô cùng toàn tính bâng phần. Tôi xin khai rằng dạ sự thật là như vậy đó bao đại nhân. Dạ bẩm bao đại nhân, dạ chính người này cũng không nhận ra được nữa bao đại nhân. Dạ bẩm bao đại nhân, hai người này cũng không nhận ra được nữa bao đại nhân. Tổ Hoa Nương. Dạ. Tổ Hoa Nương. Dạ. Nghe ta hỏi đi. Dạ. Nghe ta nói đi. Người có dấu vết gì là bằng chứng là Tổ Hoa Nương hay không? Bằng chứng gì không? Tôi có nốt ruồi sâu sau ó. Dạ tôi có nốt. Xem lại. Xem lại. Dạ bẩm rồi. Dạ đúng rồi. Dạ dạ bẩm, dạ bẩm, dạ người này cũng có nốt ruồi son nữa bẻ bẩm bảo đại nhân. Nán. Đinh Phong. Vừa rồi tôi bảo rằng dạ cái chuyện cầu hôn duyên nợ của ngươi. Dạ đúng vậy. Tố Hoa Nương không bằng lòng ân thuận. Dạ. Vì vậy nên bá hộ chỉ cho ngươi ở tạm ở tại Thủy Tạ mà thôi. Dạ đúng vậy đó. Phải không? Dạ. Rồi sau đó thì nàng lại nói là do song thân nàng ngăn cấm, nhưng mà thật xạ là nàng vẫn một mình lòng một dạ yêu yêu của kẻ hạ nhân này. Ông xử làm sao? Ông nghĩ sao? Nếu ông không xử, coi tôi xử rồi. Ông xử rồi tôi xử. Trường Long triệu hổ. Dạ. Gươm trần rước võ. Rước là gì? Rước võ. Dạo đông Hàng Châu. Rước là gì? Khí cụ khảo tre. Lấy roi. Lấy côn. Lấy con. Lấy con. Tổ Hoa Nương. Dạ. Dạ. Lùi qua đây. Dạ. Ngươi qua đây. Ủa, bà nằm đây được. Thằng này nằm xuống. Tổ Hoa Nương, Hoa Nương, không không. Ngươi hiểu ý ta. Hiểu quá. Ngươi mang cái tội làm chồng mà không biết vợ mình là ai. Dạ. Vì vậy khi đến khai phong thủ, ta đánh đòn trước rồi hỏi tội sao mới đúng. Trường Long triệu hổ. Dạ. Truyền đạo tứ thập thần côn. Xuống qua. Dạ. Đầu giang sinh na hai thứ tha chứ chàng soi đồn cũng đã thái chúng ta cho chàng kinh phong nào tội chi thọ án nơi công đường ta đây hạ dung kẻ đã gây ra điều tội lớn chàng theo sao không tin lắm chốn công một hai hai ra còn không ta từng trị theo luật quốc gia. Nếu có đánh thì xin hãy đánh thần tiếp đi, hãy đánh Tố Hoa Nương đi, đừng đánh Đinh Phong công tử. Dạ bẩm bao đại nhân, theo thuộc hạ không biết xử với thuộc hạ biết người nào là giả rồi đó, biết không? Dạ tại vì hồi nào giờ bao đại nhân không bao giờ dụng hình tra khảo, ông này là quỷ giả dạng rồi. À. Bao đại nhân xử là đúng rồi đó. Đó giờ bao đại nhân không có thực hình tra khảo. Này, ông này quỷ rồi. Nhận bên nào phải á?
ta nói cho ngươi được biết. Sao? Ngươi biết Tố Hoa Nương ai giả không? Mày biết không? Đây là giả. Đây là giả. Ta muốn nói sự thật cho ngươi được biết. Biết cái gì? Giả chân dự rồi ta truy ra vụ án. Tại sao ta đánh Đinh Phong? Là vì Tố Hoa Nương thật sự thật chẳng yêu Đinh Phong, mà Tố Hoa Nương giả mới yêu Đinh Phong. Vì vậy ta dùng cái hình gọi là mâu thuẫn mới truy ra người nào giả và người nào thật. Vậy ở nơi đây cũng có kẻ hiện hình tà rối, Trường Long Triệu Hổ. Dạ. Triệu Hổ. Dạ. Truyền đến đền Tông Thái Tổ thỉnh kiếm trảm yêu cho ta. Đinh Long hãy theo thiếp. Trời. Dạ nã thuộc hạ không biết nhiều lời đắc tội, xin bao nhân tha thứ. Bất tri bất tội lại yêu quái muốn nhiễm hại hồng trần, đã bao nhiêu lần ta trị mà vẫn còn trên dương thế. Anh ơi, lại thêm một lần nữa rồi. Trường Long Triệu Hổ. Dạ. Vì dân vì nước ta ha đại bản thân, truyền lập bàn hương án sơ danh cho gia gia. Xin tuân mạng. Anh lấy giùm mày. Về họ mang cái gì vậy? Bác vậy vậy thôi bác đi. Bức chỉ. Lộng Hổ. Dạ. Thúc lệnh nghe chưa? Không có được luôn. Chân khí gương ơi sáng, trung quân chân nán đồng. Khẩn đảo trên hoàng thiên hậu thô, Ngọc Hoàng chương chi bao chuẩn bao hù công. Đề thao dần khai tông tận trình nhờ ân đức thiên liêng cứu hồ. Lòng ta nó hứ đâu ngồi khoanh tay nhìn dân thế cô chịu cực quyền. Từ ngày vào khai phong chỉ quyết của bao công, sự an trong bằng ta quyết chẳng dung tay. Hôm nay quỷ kia quá thần kinh, chẳng kỳ pháp dương vương hoàng, chẳng kỳ nghe tình duyên ai. Cho dầu phong tương cao, ta không lúc nào tận lòng. Vì tình nhân nghĩa sâu, như cầu ơn nhân tư trung. Nay để an dân, đấu trên vương hoàng. Quyết không lúc nào, cho đời không gian như công hòa bằng thế nhân. Thần đạo hoàng thiên đốt. Dạ. Dẹp hương án.